kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh từng là một trong những cái tên hàng đầu làng giải trí Việt. Sau những ồn ào từ thiện 14 tỷ đồng, thời điểm năm 2021 khiến Hoài Linh ít xuất hiện trước truyền thông lẫn khán giả. Tuy nhiên gần đây, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã quay trở lại góp mặt trong dự án mới làm giàu với ma của đạo diễn Trung Lùn cùng với dàn diễn viên Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Quang Minh, Lê Giang. Dịp Tết năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoài Linh gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu kịch với vai trò đạo diễn chung với đạo diễn trẻ Minh Nhật trong vở kịch Tết Xuân Giữ Trưa. Đây là lần hiếm hoi Hoài Linh xuất hiện trên sân khấu hậu ô nào liên quan đến tiền từ thiện hồi năm 2021. Năm 2022, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đóng một vài phụ nữ chuyển giới trong phim điện ảnh Mến Gái Miền Tây, đánh giá lần đầu tái xuất màn ảnh sau Scandal. Phim là dự án điện ảnh đầu tiên của Hoài Linh kể từ năm 2018. Làm giàu với ma là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trung Lùn. Nhiều khán giả quen mặt anh qua nhiều tiểu phẩm, phim ảnh hài hước. Nhưng ít ai biết rằng Trung Lùn cũng là một đạo diễn mát tay. Anh chính là người đứng sau thành công của MV, chọn đời bên em của Lý Hải. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1971 bắt đầu đạo diễn cho các tiểu phẩm hài của Nhật Cường, Việt Hương, Hoàng Sơn anh cũng là người thực hiện loạt phim truyền hình Gia đình là số 1 năm 2017, Ngôi sao khoai tây 2018, Gia đình là số 1 phần 2 2019, Xui gia hay xui già 2022 hay các tiểu phẩm ăn khách trên kênh YouTube cá nhân. Trung Lùn còn quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn hài hước trong bộ phim điện ảnh Bí mật lại bị mất 2014 của Lý Hải, Siêu lừa gặp siêu lầy 2023 của võ Thanh Hòa. Theo đạo diễn Trung Lùn, bộ phim hiện tại chỉ xoay quanh tình cảm gia đình hoặc tình cảm đôi lứa mang đến sự mới lạ thông qua chi tiết về tâm linh. Sau màn lấn sân điện ảnh thành công với lật mặt tấm vé định mệnh 2023. Diệp Bảo Ngọc hứa hẹn sẽ có bứt phá trong làm giàu với ma, bởi lẽ đây là một vai diễn có cá tính độc đáo cũng như thể hiện được cả yếu tố bì lẫn hài. Nữ diễn viên cũng cho biết đạo diễn Trung Lùn là một người Anh đã quen biết từ lâu. Khi nghe Anh nói về dự án, nữ diễn viên thấy đây là một vai diễn rất độc đáo nên đã nhận lời ngay mà không cần đọc kịch bản. Sau mai, làm giàu với ma là dự án lớn tiếp theo mà Tuấn Trần đóng vai chính trong năm 2024 lành của tuấn trần sẽ là vài diễn tiếp theo dự đoán mang lại nhiều cảm xúc cho người xem ở phim này anh sẽ gặp lại nghệ sĩ lê giang bạn diễn ăn ý trong hai bản phim bố già với tuấn trần mỗi khi anh nhận lời đóng một phim nào anh cũng đều tìm hiểu kỹ đạo diễn ekip là ai tuấn trần đã từng hợp tác với đạo diễn trung lùn và thích phong cách làm việc của anh cũng như thấy được sự đầu tư của dự án nên nhận lời Tính cách lành cũng khác với các vai trước đây Tuấn Trần đảm nhiệm nên cũng khiến anh thích thú với vai diễn này. Có thể nói, diễn viên chính của phim Mai, Đất rừng Vương Nam và Bố Già đang làm việc khá chăm chỉ, có nhiều phim điện ảnh liên tiếp ra dạp hoặc khởi quay. Phim Móng vuốt có Tuấn Trần tham gia cũng ấn định lịch khởi chiếu vào ngày 5 tháng 4 tới. Sau nhiều dự án có sự đồng hành của Trấn Thành, sắp tới Tuấn Trần sẽ ra mắt những phim không liên quan đến Trấn Thành khán giả cũng chờ đợi diễn xuất của Tuấn Trần với sự đột phá mới. Nhận xét về các diễn viên trẻ, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ, họ là những người yêu nghề và tâm huyết với các vai diễn. Làm giàu với ma dự kiến sẽ chiếu ngày 2 tháng 9 năm 2024 tại các dạp trên toàn quốc. Thưa quý vị, mới đây nhất, những ngày đầu năm mới năm 2024, dân mạng tiếp tục lan truyền hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hát lô tô trên một sân khấu âm nhạc. Thực hư về thông tin này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trong clip nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trông gầy gò hơn so với trước đây, nam danh hài vui vẻ hát lô tô, tương tác cùng các đồng nghiệp trên sân khấu lẫn khán giả. Điều này khiến dân tình thắc mắc liệu rằng nam nghệ sĩ nhận sầu hát lô tô. Tuy nhiên trên thực tế, đây chỉ là những hình ảnh anh bốc số may mắn cuối chương trình hài kịch diễn ra vào dịp Tết năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Linh giữ vai trò đạo diễn chung với đạo diễn trẻ Minh Nhật trong vở kịch Tết Xuân Giữ Trưa. Vở kịch mang tên Xuân Giữ Trưa do Hoài Linh làm đạo diễn với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Tên gọi vở kịch được anh giải thích là muốn khán giả cảm thấy vui vẻ, phấn khởi và đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người trong đầu năm mới. Vở diễn tại sân khấu truyền thông Khang số 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài từ mùng 1 đến mùng 5 Tết. Trong vở kịch, Hoài Linh trực tiếp bốc số may mắn cho khán giả xem kịch với mong muốn mỗi đêm sẽ có vài quý khán giả nhận lộc may mắn với mong ước mọi người sẽ có một năm khởi sắc. Chia sẻ về tác phẩm đầu năm 2024 do mình đạo diễn, Hoài Linh bày tỏ hy vọng vở sẽ đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc và những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Trước đó, vào tháng 5 năm 2023, tại hội Dân khấu thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bất ngờ khi thấy Hoài Linh xuất hiện anh đã đăng ký theo lớp học đạo diễn do đạo diễn Trần Ngọc Dầu phụ trách. Hoài Linh tâm sự, tôi làm diễn viên rất nhiều năm, giờ đăng ký học đạo diễn không phải là để làm đạo diễn, mà tôi thấy càng lớn tuổi thì cái đầu mình càng đóng lại, nên quyết định đi học để bổ khuyết những gì mình còn thiếu và cố gắng học thêm những gì mình cần. Sở trường của tôi chỉ là hài thôi, giờ mình học để mở ra, biết thêm về chính kịch. Sau này nếu có nhân duyên thì dựng những vở nhỏ nhỏ cho chính mình hoặc các em cũng vui nếu làm việc được với các bạn trẻ nữa thì có lẽ mình sẽ thấy yêu đời hơn với lần đầu tiên giữ vai trò đạo diễn trong vở xuân giữ trưa chính đạo diễn trần ngọc dầu đã khuyến khích hoài linh làm đạo diễn vì ông cho rằng hoài linh có nhiều kinh nghiệm ở vai trò diễn viên bản thân anh cũng rất quan tâm tới công tác đạo diễn nên ông cho rằng đã đến lúc hoài linh nên thử sức ông động viên anh cứ làm còn ông ở phía sau yểm trợ đây là lần hiếm hoi Hoài Linh xuất hiện trên sân khấu hậu ồn ào liên quan đến tiền từ thiện hồi năm 2021. Từng là một trong những cái tên hàng đầu làng giải trí Việt, song những ồn ào từ thiện 14 tỷ đồng thời điểm năm 2021 khiến Hoài Linh ít xuất hiện trước truyền thông lẫn khán giả. Sau khi quay trở lại với nghệ thuật, cư dân mạng thường gặp hình ảnh Hoài Linh trên các sân khấu hội trợ, cây nhà lá vườn thay vì game show truyền hình hay những chương trình lớn như trước kia. Thưa quý vị, ngày càng nhiều diễn viên thử sức chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái những thành công vang dội. Và Trấn Thành là một trong những đạo diễn như vậy. Thành tích mới giúp cho chấn Thành phá kỷ lục cũ do chính mình xác lập, đồng thời trở thành đạo diễn ngàn tỷ đồng đầu tiên ở Việt Nam. Sở hữu 3 phim đều đạt tới hoặc vượt mốc 400 tỷ. Ngày mùng 1 tháng 3, phim Mai của đạo diễn Trấn Thành chính thức chạm mốc 500 tỷ đồng sau 30 ngày chiếu. Đây là số liệu do Box Office Việt Nam cung cấp có thể tranh lệch 5-10% trên thực tế. Thành tích này không chỉ phá bỏ kỷ lục cũ của nhà bà nữ do chính đạo diễn này xác lập, mà còn là kỷ lục mới của phòng vé Việt. Trấn Thành là đạo diễn điện ảnh đầu tiên ở Việt Nam có 3 phim chạm tới hoặc vượt mốc 400 tỷ đồng. Cụ thể, theo Box Office Việt Nam, năm 2021 có bố già 395 tỷ đồng, năm 2023 có nhà bà nữ 459 tỷ đồng, và năm 2024 có mai vừa đạt 500 tỷ đồng. Theo nhà sản xuất, doanh thu hai phim lần lượt Bố già 427 tỷ đồng, Nhà bà nữ 475 tỷ đồng, thành công phòng vé của Mai nói riêng và phim của Trấn Thành nói chung đến từ nhiều yếu tố. Một yếu tố quan trọng trong đó là lượng xuất chiếu dồi dào, chiếm gần hoặc hơn 50% thị trường trong hầu hết thời gian chiếu dạp. Phim của Trấn Thành được coi là trường hợp cá biệt song cho thấy tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam. Nếu mỗi người đi xem, chỉ đi xem một lần thì phim đã có hơn 4,8 triệu người xem, theo nhà sản xuất, mài bán được hơn 4,8 triệu vé. Còn số này tương đương với 5% dân số Việt Nam, 99,2 triệu người, theo Worldometer và Liên Hợp Quốc. Nhiều khán giả đã và đang kỳ vọng cột mốc 1.000 tỷ đồng trong tương lai không xa. Trong khi đó, theo Box Office Việt Nam, đơn vị này chưa có thống kê chính xác về doanh thu của bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên mạng xã hội đào phở và piano lý do là đến tận ngày 27 tháng 2, một số hệ thống dạp mới mở hệ thống bán vé trực tuyến dành cho đào phở và piano đồng thời nhân viên của box office việt nam phải dùng phương pháp thủ công để thu thập số liệu phòng vé tại trung tâm chiếu phim quốc gia cụm dạp đầu tiên mở bán vé bộ phim gây sốt này. Theo một số nguồn tin, doanh thu của đào phở và piano tính đến hết tháng 2 năm 2024 có thể đạt mốc 10 tỷ đồng, tức bằng 1 phần 2 so với chi phí sản xuất. Chi phí marketing gần như không có. Thưa quý vị, những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!